Xin được chào mừng tất cả các bạn đã đến với chuyên mục Chém Gió Nhiếp Ảnh của Alpha Crew. Và trong video ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn những cái việc mà các bạn suy nghĩ tới và cũng như những cái các bạn cần lưu ý khi mà các bạn muốn hướng đến cái con đường chụp hình chuyên nghiệp. Đầu tiên khi mà để nói đến cái vấn đề này á, thì mình muốn chia sẻ với các bạn là bản thân của mình có chụp hình chuyên nghiệp hay là không. Thì cái hồi trước khi mà mình mới bắt đầu chụp ảnh á, thì mình không có hướng tới cái con đường chụp ảnh chuyên nghiệp. Mình chụp ảnh là chỉ đơn giản là mình thích nó. Và thật sự mình cảm thấy bản thân mình thích nhiếp ảnh tới cái mức độ mà mỗi ngày mình đi học, lúc đó mình vẫn còn phải đi học, đi làm, mình cũng phải lo cuộc sống của mình nữa. Mà mỗi ngày mình dành ra một tí thời gian để mình đọc thêm những cái thông tin, những cái kiến thức mà mình có thể cải thiện cái khả năng chụp ảnh của mình. Và thật sự hồi trước á, khi mà mình chụp ảnh thì mình chỉ chụp cho gia đình của mình, mình lưu lại những cái khoảnh khắc ở trong cuộc sống của mình, và lâu lâu mình xem lại hình ảnh để nó có một cái gì đó ôn lại cái ký ức của mình thôi. Cái thật sự mà mình muốn chia sẻ với các bạn trong cái video này á, chính là cái việc mà khi các bạn bắt đầu làm bất cứ một cái việc gì trong cuộc sống của các bạn á, các bạn phải có cái niềm đam mê với lại cái tình yêu công việc của mình thì mình mới trở nên thành công được. Còn khi mà các bạn bắt đầu chụp ảnh hoặc là các bạn bắt đầu làm một cái gì đó mà cái việc các bạn quan tâm nhất á là tiền bạc, là cái công việc đó nó kiếm được cho bạn bao nhiêu tiền, thì mình nghĩ là các bạn nên có một cái suy nghĩ khác. Tại vì cái công việc của mình á, mà để kiếm ra tiền á, thì nó khác với lại cái niềm đam mê của mình mà mình theo đuổi nó được. Cho nên các bạn phải có một cái định hướng rõ ràng là các bạn chụp ảnh là vì đam mê, là vì các bạn thích nó, hay là các bạn chụp ảnh để mà kiếm tiền ngay từ những ngày đầu tiên mà các bạn chụp. Mình nói như vậy không có nghĩa là các bạn không có thể nào kiếm tiền từ cái việc chụp ảnh hoặc là nhiếp ảnh từ những ngày đầu tiên. Cái mà các bạn nên quan tâm tới là cái gì các bạn có thể làm được và nó thực tế nhất cho cái cuộc sống của các bạn. Mình ví dụ là các bạn muốn làm một cái công việc về nhiếp ảnh mà cái việc đó nó có thể đem lại cái nguồn thu đủ cho các bạn để mà cung cấp cho cuộc sống của các bạn, thì các bạn vẫn có thể làm được. Rất là khó để cho các bạn cầm một cái máy ảnh ra và đi chụp dịch vụ ngay tức khắc. Thì mình nghĩ là có những cái công việc mà nó rất là cần thiết cho một cái người chụp ảnh hoặc là một cái set ảnh khi mà người ta chụp, đó chính là trợ lý hoặc là xử lý hình ảnh hoặc là làm những cái việc gì đó. Thậm chí các bạn chỉ cần đi theo những cái người mà người ta chụp được lâu năm á, phụ giúp người ta những công việc đó và người ta sẽ trả tiền cho các bạn. Cùng với đó là cái khoảng thời gian các bạn có một cái cơ hội nào đó tiếp xúc với nhiếp ảnh và các bạn có thể học và trau dồi nhiều hơn kiến thức để sau này các bạn có thể làm chuyên nghiệp. Nãy giờ mình nói lan man như vậy là để cho các bạn hiểu là không phải là các bạn muốn làm nhiếp ảnh chuyên nghiệp là các bạn cầm một cái máy và các bạn đi chụp và các bạn có tiền. Cái chuyện đó nó rất là khó, nó đòi hỏi các bạn phải có một khoảng thời gian rất là dài. Mình chia sẻ với các bạn đây là kinh nghiệm trực tiếp của mình. Khi mà mình mới bắt đầu nhiếp ảnh, mình chụp ảnh, các bạn có thể chụp hình đẹp được. Nhưng mà khi mà các bạn bắt đầu chụp để mà kiếm tiền thì nó sẽ khác. Giống như mình hồi trước khi mà cái lần đầu tiên mà người ta mời mình đi để mà chụp một cái sự kiện đám cưới thì chỉ có một mình thôi. Thì tất cả những cái công cụ cũng như là những cái khoảnh khắc nó rất là khó để cho các bạn bắt kịp được. Tại vì chỉ có một mình các bạn thôi, và các bạn biết khi mà chụp hình thì các bạn phải đem theo rất là nhiều những cái lens khác nhau, những cái máy khác nhau, ở trong những cái môi trường ánh sáng khác nhau, rồi bạn phải có đèn, phải có rất là nhiều công cụ. Thì cái việc đó nó sẽ làm cho các bạn cảm thấy rất là, tiếng Mỹ nó gọi là overwhelm, còn tiếng Việt Nam nó gọi là, mình không biết giải thích làm sao nữa, nói đơn giản là rất là nhiều việc các bạn phải hoàn thành được trong một cái set ảnh mà bản thân các bạn sẽ không có khả năng để mà làm được tất cả những cái việc đó, cho dù bạn có chuyên nghiệp tới cái mức độ nào đi nữa. Nếu mà người ta mời bạn đến chụp một cái đám cưới á, thì không thể nào một mình bạn có thể làm được hết. Cho nên cái việc đầu tiên mà mình nghĩ các bạn mà muốn nhiếp ảnh làm nó một cách nghiêm túc và chuyên nghiệp thì các bạn phải cần tìm một cái người cộng sự với mình. Cái người cộng sự của mình thì theo mình nghĩ cái quan trọng nhất đó chính là cái niềm đam mê với lại cái công việc của họ. Cùng với đó là họ phải biết và tin tưởng mình.
họ phải tin tưởng mình và mình cũng phải tin tưởng họ nữa. Tại vì có những cái khoảnh khắc, những cái góc độ khác nhau mà mình không có thể nào mà bắt kịp hết, thì người ta phải thay mình để mà chụp hay là bắt kịp hoặc là quay phim những cái khoảnh khắc đó. Rồi xong rồi á, cũng phải có người hỗ trợ ánh sáng cho các bạn, rồi phải đưa dụng cụ cho các bạn, nếu mà cần thay len thì cũng phải có người đứng ra thay. Theo như mình thấy á, là cái việc quan trọng nhất khi mà các bạn muốn bắt đầu nhiếp ảnh là các bạn phải tìm được một người cộng sự hoặc là một nhóm nào đó mà người ta có cái niềm đam mê, có cái tình yêu với công việc thì bạn mới bắt đầu làm và có thể thực hành tốt được. Rồi, đến vô ba một chút. Đến chung cái đầu qua nè. Không sao đâu, không có thấy. Nè. Rồi, chụp nha. 1, 2, 3. Có một cái việc mà mình thấy các bạn quan tâm rất là nhiều tới khi mà các bạn chụp ảnh, đó chính là cái công cụ của các bạn. Mình phải mua những cái dụng cụ nào để mà chụp. Thì mình cảm thấy là cái dụng cụ nào nó cũng không thật quá là quan trọng. Bạn chỉ cần chú ý tới cảm biến của máy ảnh, là cái cảm biến nó phải là full frame để nó đáp ứng được cho cái nhu cầu của người xem. Và khi mà bạn quay phim thì phải có S-Log trong máy để bạn về bạn xử lý cái thước phim lại cho nó đẹp. Còn về cái vấn đề dụng cụ như thế nào thực sự không quá quan trọng. Nó sẽ đi theo cái khoảng thời gian của bạn. Giống như hồi trước á, thì khi mà mình mới bắt đầu chụp ảnh thì mình chỉ có một cái lens fix với lại một cái máy thôi, mà mình cảm thấy chụp như vậy là được rồi. Sau này khi mà mình tìm hiểu tới ánh sáng thì mình mới thấy là mình sử dụng những cái đèn led, những cái đèn trợ sáng. Rồi sau này kiến thức của mình vẫn thêm một tí nữa rồi mình mới bắt đầu sử dụng đèn flash. Rồi mình sử dụng đèn flash trong những cái môi trường khác nhau. Thì cái kiến thức của các bạn nó sẽ đi trực tiếp với lại cái dụng cụ của các bạn cần. Càng ngày kiến thức của các bạn càng nhiều thì cái dụng cụ của các bạn nó sẽ càng đi theo, nó sẽ phát triển theo một cái cách như vậy. Chứ nó không có thật quá quan trọng là bây giờ các bạn phải mua một cái dụng cụ như thế nào thì các bạn mới chụp ảnh được. Như mình đã nói, nếu mà bạn muốn chụp ảnh chuyên nghiệp thì các bạn cần một cái máy có cảm biến full frame. Tại vì nó là cái nhu cầu của người xem, người ta đòi hỏi như vậy. Với lại cái cảm biến mà nó mạnh như vậy thì nó mới có khả năng xử lý ánh sáng trong những cái môi trường khác nhau. Vì quan trọng nhất á, khi mà các bạn làm cái nhiếp ảnh để mà chuyên nghiệp thì các bạn phải tìm ra được một cái network. Việt Nam nó gọi là một cái mạng lưới mà cái người tiêu thụ của các bạn người ta cần. Mình phải tìm tới những cái người đó. Thì bạn phải quảng bá tên tuổi của các bạn. Thì các bạn phải tạo ra một cái Instagram, một cái Flickr hoặc là trên Facebook của bạn có thể chia sẻ. Thì nó tùy thuộc theo cái khả năng marketing của các bạn, chứ nó không có nói nhiều về cái trình độ. Mình á, thì mình chỉ chia sẻ với các bạn những cái video mà làm cho các bạn có thêm kiến thức và giữ cái niềm đam mê của các bạn để mà các bạn chụp ảnh thôi. Chứ còn về cái vấn đề mà làm ảnh chuyên nghiệp như thế nào thì theo mình cảm thấy đây là những cái chia sẻ rất là cá nhân của mình đến với các bạn. Tại vì mình nghĩ á, khi mà các bạn làm một cái việc gì đó mà các bạn muốn tạo ra một cái nguồn thu nhập ổn định cho cuộc sống á, thì nó rất là khó. Giống như bản thân mình thì bây giờ mình chỉ chụp ảnh để mà nuôi dưỡng cái niềm đam mê của mình thôi. Thì khi nào mà có ai hoặc là dịch vụ gì đó thì mình vẫn đi chụp cho người ta. Nhưng mà cái công việc chính của mình không phải là chụp ảnh. Thì tại vì mình cần phải săn sóc cho cuộc sống của mình trước cái, rồi xong cái đam mê của mình. Sau này mà thực sự mình có khả năng, có đủ những cái như mà mình nói nãy giờ đó, có người cộng sự nào đó, có một cái nhóm, một cái ekip làm việc chung với mình, thì mình mới có khả năng mà hướng tới chụp ảnh chuyên nghiệp được. Còn bây giờ thì mình chỉ chụp để mà hướng dẫn đam mê và làm video để chia sẻ với các bạn mà thôi. Trong cái thời gian vừa qua thì có rất nhiều bạn hỏi mình là về những cái gì mà các bạn cần khi mà các bạn chụp ảnh chuyên nghiệp á. Thì bản thân của mình cũng chưa chụp ảnh chuyên nghiệp được. Hình ảnh của mình chụp đẹp hay xấu thì cũng rất là nhiều cái ý kiến trái chiều khác nhau. Và mình chỉ mỗi ngày mình cố gắng làm sao để cho cái kỹ năng mình nó cải thiện thôi. Còn về cái vấn đề mà chụp ảnh chuyên nghiệp thì mình cảm thấy nó rất là khó. Các bạn phải nên tìm hiểu một cái khoảng thời gian rất là dài. Nếu mà có cơ hội thì các bạn cứ làm thử, cứ đi chụp cho người ta lấy tiền, nhưng mà cũng đừng có lấy nhiều quá. Từ từ rồi mình hãy lấy nhiều. Này, khi mà các bạn chụp đẹp rồi thì các bạn tự tin, các bạn lấy nhiều tiền hơn cũng không sao. Ok, mình rất mong là cái video này chia sẻ và có thể giúp cho các bạn một phần nào đó khi mà các bạn nghĩ tới cái việc chụp ảnh chuyên nghiệp. Đây là những cái chia sẻ của mình thôi. Rất cảm ơn sự quan tâm và theo dõi của tất cả các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.